thông báo phát động cuộc thi thiết trí không gian Phật đản sanh tại nhà, chấp hành công văn chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến lây nhiễm, để chào đón một mùa Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021, ý nghĩa và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, không tập trung, tổ chức các buổi lễ đông người để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Nay, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tiếp tục phát động phong trào thiết trí không gian Phật đản sanh tại gia lần thứ hai. Thời gian phát động kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021, ngày 1 tháng 4 âm lịch, đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021, ngày 20 tháng 4 âm lịch. Cách thức tham dự cuộc thi. Đối tượng tham dự cuộc thi là những gia đình Phật tử và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước. Quý Phật tử tham dự cuộc thi bằng cách chụp hình hoặc quay một đoạn video clip do chính gia đình mình thực hiện, không sử dụng hình ảnh từ những năm trước hoặc hình ảnh của người khác để dự thi. Tác phẩm dự thi gửi về cho ban tổ chức qua địa chỉ email cuộc thi trang tháng 4 avong@gmail.com hoặc hotline 0768725999. Vui lòng ghi rõ tiêu đề, bài dự thi thiết trí vườn lâm tỳ ni tại nhà và ghi rõ thông tin, họ tên, địa chỉ, số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Hoặc quý Phật tử cũng có thể gửi bài qua số Zalo 0768725999, cuộc thi thiết trí Phật đản. Giải thưởng cuộc thi. Giải thưởng cuộc thi bao gồm bằng khen cùng một kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Cơ cấu giải thưởng như sau: một giải nhất 5 triệu đồng, một giải nhì 3 triệu đồng, một giải ba 2 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Những lưu ý khi tham dự cuộc thi: hình ảnh và video gửi về cho chương trình phải đạt chất lượng, không bị mờ, phải là hình ảnh gốc, không gắn logo hoặc chữ lên hình ảnh hoặc video. Với những tác phẩm đẹp, ban tổ chức sẽ biên tập dựng phim và giới thiệu trên kênh Phật sự online vào 19 giờ hàng ngày trên kênh Phật sự online. Mỗi gia đình Phật tử nên tích cực hưởng ứng tinh thần cuộc thi thiết trí không gian Phật đản sanh tại nhà để cùng nhau tạo nên những phút giây ấm áp và ý nghĩa bên gia đình, đón mừng một mùa Phật đản thiêng liêng, cùng nhau thành tâm cầu nguyện bình an cho thế giới và nhân loại toàn cầu sớm vượt qua dịch bệnh. Đây là một việc làm thiết thực, thể hiện lòng biết ơn đối với Tam Bảo trên tinh thần từ bi, trí tuệ của người con Phật. Ban tổ chức mong sẽ nhận được thật nhiều tác phẩm vườn lâm tỳ ni ấn tượng từ những người con Phật trên khắp năm châu gửi về cho chương trình. Kính chúc quý Phật tử một mùa Phật đản sanh an lành, hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 5 năm 2021, thay mặt ban biên tập, phó tổng biên tập Đại Đức Thích Minh Ân đã ký. Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình giới thiệu các tác phẩm dự thi tiêu biểu của cuộc thi Thiết trí không gian Phật đản sanh tại nhà do kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ chức. Kính thưa quý vị, tuần lễ Phật đản đã chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 8 tháng 4 âm lịch. Hồng Trang kính chúc quý vị có một mùa Phật đản thiêng liêng đầy ý nghĩa, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Và bây giờ, Hồng Trang xin kính giới thiệu đến quý vị bài dự thi của gia đình Phật tử Hồ Đắc Tâm, pháp danh Nguyên Chánh, địa chỉ đội 1, thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thank you.
không gian Phật đản xanh tại gia đình Phật tử Hồ Đắc Tâm, pháp danh Nguyên Chánh, gửi về cho chương trình từ tỉnh Khánh Hòa. Và tiếp theo xin kính mời quý vị cùng đến với gia đình Phật tử Phương Thị Thảo, pháp danh Thiên Hạnh, địa chỉ thôn 8, xã Đắc Nguyêu, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông. Thank you.
Quý vị có thể thấy một không gian đảng xanh rất dễ thương đã mang lại cho chúng ta một cảm giác rất gần gũi. Và bây giờ, Hồng Trang kính mời quý vị cùng đến với không gian thiết trí Phật đảng tuy nhỏ gọn nhưng được thiết trí rất trang nghiêm của gia đình Phật tử Pháp Trí Kim Chang Run, ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục nhận bài dự thi thiết trí không gian Phật đản xanh tại các gia đình Phật tử đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021, ngày 20 tháng 4 âm lịch. Các tác phẩm dự thi gửi về cho ban tổ chức qua địa chỉ email cuocthi.tháng4a@gmail.com hoặc là quý vị có thể gửi về hotline 0768725999 hoặc quý Phật tử có thể gửi bài qua số Zalo 0768725999 cuộc thi thiết trí Phật đản tại nhà. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ thêm vài dòng cảm xúc mà quý vị đã dành trọn tâm tình của mình vào không gian Phật đản tại gia đình và lòng thương kính đến Đức Phật quý vị nhé. Ban tổ chức sẽ truyền tải những tâm nguyện của quý vị trong chương trình giới thiệu tác phẩm dự thi thiết trí không gian Phật đản xanh tại nhà. Vâng, thưa quý vị vừa xem qua không gian Phật đản xanh của các gia đình Phật tử ở Khánh Hòa, Đắk Nông, Trà Vinh. Và bây giờ Hồng Trang xin mời quý vị cùng đến với không gian Phật đản của gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Phúc, địa chỉ khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, Long An. Thank you.
Và thêm một bài dự thi đã gửi về cho ban tổ chức trong ngày hôm nay, đó là bài dự thi của gia đình Phật tử Hoàng Văn Xuất, pháp danh Đạo Chí, thôn Phước Lộc 2, xã Ea Phê, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nhận thấy tuy là ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa hay thành thị thì không khí Phật đản đã có mặt ở khắp nơi. Tuy mỗi không gian thiết trí Phật đản của mỗi gia đình tùy theo từng điều kiện khác nhau, nhưng có thể thấy tấm lòng chân thành, tri ân và quý kính Tam Bảo được thể hiện rõ qua mỗi tác phẩm dự thi. Hồng Trang mong rằng ban tổ chức sẽ nhận được thật nhiều tác phẩm dự thi đẹp từ các gia đình Phật tử trên khắp mọi miền đất nước. Kính chúc quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Phật tử một mùa Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021 thật an lành và hạnh phúc. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình giới thiệu các tác phẩm dự thi của cuộc thi Thiết trí không gian Phật đản xanh sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối mai trên kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Còn bây giờ, Hồng Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.